Hello, xin chào anh chị em quay trở lại kênh video của siêu thị ô tô Thủ Đức nha. Hôm nay em Hưng xin giới thiệu với anh chị một chiếc xe MVB em Hưng vừa nhập về hôm qua với anh chị. Đây là chiếc chuyên cơ mặt đất Kia Sedona phiên bản là máy xăng 3.3 sản xuất 2016 nha quý anh chị. Xe thì màu xanh than xanh đá nha, màu xanh đá nè. Biển kiểm soát là biển Thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt chiếc xe này mới chạy được 78.000 km thôi quý anh chị. 78.000 km nha, có lịch sử hãng đàng hoàng luôn. Đây em Hưng đi một vòng quay cùng xem ha. Thì xe này là tương đối có xuất sắc vài chỗ quý anh chị. Cái nước sơn trên xe này theo Hưng đánh giá là sơn zin rất là nhiều quý anh chị nha. Chủ xe đi nói chung là cũng ít, thành ra là người ta cũng không có sơn dặm nhiều quý anh chị. Thành ra là nó lúc mà mình lấy về thì nó cũng xuất sắc ha. Xuất sắc đây, vài chỗ xuất sắc. Thì nói chung là những cái xuất sắc này bên em Hưng sẽ hỗ trợ xử lý cho quý anh chị nha. Bàn giao cho quý anh chị chiếc xe cực kỳ đẹp. Quan trọng là cái chiếc xe quý anh chị. Chiếc xe nha cực kỳ đẹp, bên mọi nội thất bên trong mở ra là mê luôn quý anh chị, như xe mới vậy. Giờ mình đi một vòng mình tham quan cái sơ bộ của xe chúng ta trước nha. Thì có vài chỗ xuất sắc thì nó một chiếc xe cũ đời 2016 là cũng khoảng 7 năm rồi thì nó xuất sắc là còn không tránh khỏi quý vị nha. Thì bên em Hưng sẽ xử lý cho quý anh chị, nói chung là cũ người mới ta. Khi quý anh chị bàn giao đến anh chị thì một chiếc xe nó sẽ là như là gần như là hoàn hảo quý vị nha, khoảng 90-95% gì đấy. Rồi quan trọng là chiếc xe quý vị thì bên em Hưng vẫn cam kết cho quý anh chị về cứng đụng ngập nước máy móc riêng ha. Đấy rồi, và xe bán ra thì có bảo hành cho quý anh chị và cam kết là mua bán luôn. Đặc biệt thì những chiếc xe này đời này bên em Hưng là có vẫn hỗ trợ trả góp ngân hàng của quý anh chị nha. Thời gian nó hơi ngắn xíu thôi mà vẫn hỗ trợ được. Anh chị nào mà cần vay thời gian ngắn thì có thể tham khảo em này cũng được nha. Vay được khoảng 60% với chị xe, vay được khoảng 3-4 năm. Trả cho 3-4 năm nha. Đấy. Chiếc xe này quý anh chị em Hưng đang quay chi tiết cho mình xem nha. Thì mẫu chuyên cơ mặt đất này, máy xăng này á, là đời 2016 này thì vẫn như thế quý anh chị, form dáng nó vẫn giống như mẫu 2020 đến 2021 quý anh chị, cùng một form giống vậy thôi, nó chỉ khác vậy chi tiết option. Ví dụ như ở đời 2016 này thì xe chỉ được trang bị là một đèn bi chiếu sáng thôi quý anh chị nha. Một đèn bi chiếu sáng thôi, và bi này thì chủ đã là bi LED rồi. Và có đèn bi gầm quý anh chị nha, đã là bi gầm chúng ta luôn. Rồi phía trước thì vẫn trang bị là có 4 cảm biến trước và 4 cảm biến sau nha, và có mặt ga lăng thiết kế mũi hổ này. Đấy. Và đời sóc thì khá là liền lạc. Đời sóc khá liền lạc luôn. Rồi, chủ xe thì cũng thay vỏ quá chị nha, thì cũng thay vỏ rồi. Này. Vỏ thay hàm 2019 quý anh chị, chạy 70.000 cũng hợp lý. Tại vì cái vỏ của thằng dòng Sedona này quý anh chị chạy khoảng là 50-60.000 là mình nên thay. Đấy, rất là mới quý anh chị, la răng nè, cực kỳ đẹp, không chạy trụ luôn nha. Đấy. Rồi còn gầm bệ nha, em Hưng quay một gầm bệ cho mình cùng xem. Đặc biệt là gầm bệ mới tinh luôn, mới tinh luôn anh chị. Đấy, một xíu nữa em Hưng sẽ đi vào chi tiết khoang máy nha. Bây giờ mình cứ và em Hưng xin bật mí là cái mức giá của anh chị, mức giá với xe này cực kỳ tốt nha, cực kỳ tốt. Xe mới lăn bánh thì luôn thời điểm đấy khoảng 1,5 tỷ của anh chị, máy xăng ha. Đấy, nó sẽ máy xăng lúc nào lăn bánh cũng cao hơn máy dầu của anh chị, tại máy nó lớn, nhưng mà lúc mà bán lại thì giá lại mềm hơn. Thì thực sự chiếc xe này tiêu hao nhiên liệu chỉ lên tầm khoảng là, nếu mà đi thành phố quý anh chị, khoảng 13 đến 15 lít nha. Còn nếu mà đi ngoài đường trường khoảng 9-10 lít thôi. Gương này là chỉnh cặp điện nha, tích hợp đèn báo rẽ nha. Có cả cảnh báo điểm mù quý anh chị nha, có cảnh báo điểm mù luôn đây. Đời 2016 cũng đã có tích hợp những cái an toàn rất là tốt rồi. Tay nắm thông minh nè, và cửa lùa điện. Cửa lùa điện quý anh chị. Đây nội thất đây, ghê chưa. Cực kỳ mới anh chị ạ, cực kỳ mới luôn. Đây là một chiếc xe dành cho những anh chị nào đang tìm kiếm một chiếc Kia Sedona sử dụng cho gia đình nha. Nếu mà chúng ta đi gia đình, chúng ta đi máy xăng thì nó rất là ổn quý anh chị. Tại vì thứ nhất là nó cũng, mình không có sử dụng nhiều. Thứ hai, máy xăng bảo dưỡng nhẹ hơn và mất cái chi phí mình bỏ ra để mình sử dụng chiếc xe này cũng mềm hơn. Hiện tại nếu mà máy dầu lăn đời 2016 này thì sẽ cao hơn con này khoảng 70-80 triệu nha quý anh chị. Đây, rất là mới quý anh chị. Điều hòa lạnh rung nha, điều hòa đầy đủ hết. Đấy, rồi. Phế tài thì mình chờ sau đi ha. Mình quan trọng là những cái ghế hành khách, tại con này là phục vụ chuyên nghiệp, mình phục vụ cho những người ngồi sau quý anh chị. Đấy, mà cái tài thì ngồi rất thoải mái nha, đi xuyên việt vô tư luôn. Đây, cam kết cho quý anh chị đầu đích là nguyên zin ha, xe không cứng đụng, không ngập nước, trang bị 10 túi khí quý anh chị, 10 túi khí luôn. Đấy ha, một cái cốp khoang cốp rất là rộng rãi này, ngồi tha hồ nằm. Hoặc là nếu quý anh chị không có nhu cầu sử dụng hàng ghế sau thì mình có thể là mình gặp lại để mình chở đồ quý anh chị. Em mở cho mình dùng xem nha. Đấy, em Hưng gặp một bên cho mình dùng xem ha. Đấy, chúng ta có thể là trải đồ ra để chúng ta chở đồ hoặc là trải nệm ra nghỉ ngơi quý anh chị. Hàng ghế giữa là cũng có thể đẩy lên được đó nha, dựng lên luôn.
chở hàng được nửa con xe của anh chị. Phía sau trang bị cúp điện này, đấy, rất là tiện nghi. Đèn hậu là cũng là đèn LED nha quý anh nha, đèn LED tích hợp với đèn halogen bắt phanh báo rẻ nè, có cảm biến sau và camera lùi zin theo xe luôn. Đấy, đã dán phim cách nhiệt rồi nha. Giá bực lý nhỏ luôn, chỉ hơn 600 triệu thôi quý anh chị, chỉ hơn 600 triệu thôi. Đấy, xe này quá mới, thật sự là quá mới luôn anh chị ạ. Rồi, ghế tài, đây ghế phụ, đây ghế phụ của anh chị, cực kỳ đẹp. Em thấy cái ghế phối hai màu này rất là ok quý anh chị, phối hai màu rất là ok nha, rất là đẹp. Đây nè, tắp bi tắp lô của nó này, đấy anh chị thấy không, chủ đi rất là kỹ luôn. Máy xăng này thì chỉ đi gia đình thôi, không có chị chủ được, tại vì nó không có lợi lắm. Dù chỉ có mấy con máy dầu 2.2 thôi. Ok, mình sẽ qua ghế tài nha anh chị. Xe này chúng ta là đời 2016, nay là đã hơn 7 năm rồi, chúng ta sẽ còn đăng kiểm là 1 năm quý anh chị nha. Đăng kiểm được tiếp theo là 1 năm. Ghế tài nè quý anh chị. À, xe nè, có chỉnh gương auto nè, cặp gương auto nè, chỉnh gương nè, hạ cửa kính nha. Xe trang bị là có loa Infiniti. Loa Infiniti quý anh chị. Đời 2016 này thì được trang bị là loa Infiniti nha, cực kỳ hay luôn. Đấy, xíu nữa em hơi trẻ test cho anh chị nghe ha. À, clip test là chắc em sẽ để một cái clip khác nha quý anh chị, một cái clip khác test nhạc cho bên dụng nha. Rồi, loa ghế này quý anh chị. Đấy, ghế tài này. Cực kỳ mới. Chỉnh điện nha, có bơm lưng bơm mông luôn. Đây thì có là tắt mở cảnh báo điểm mù nè, còn vô lăng quý anh chị, vô lăng đây. Và mình lên đổ máy nha. Ok, em đổi góc rộng cho dễ xem. Thì hiện giờ là hai cửa hai bên hông là đang mở nè, và đây sẽ có nút bấm nha quý vị. Đóng hai cửa luôn. Đấy, giống như là phía cơ toàn bộ là ghế tài sẽ là chỉnh hết nha. Cửa sổ trời cũng phải đóng mở, cửa sổ trời phía trước phía sau quý anh chị nha. Đây mở cốp luôn nè, đó. Rồi, xe thì ô tô là 78.000 km nha quý anh chị, chuẩn lịch sử luôn. Ở đây có cái phiếu nhắc của hãng nè, là 75.000 hạn 70.000, hạn 70.000 2022. Tháng 10 2022 là hạn 70.000 đó quý chị. Đấy, để nó cũng hợp lý ha. Rồi, xe chưa đổ máy nha, đem đổ máy lên. Đây mà mở điện thôi. Đấy. Rồi. Vô lăng trợ lực dầu ha, sườn sùi gia cốc nè quý anh chị. Nói chung là nó cũng hơi bạc một xíu nha, tại vì cũng sử dụng mà. Mà sườn sùi nó vẫn còn. Đây rất là đẹp nha, không rách rưới gì hết. Vô lăng thì có phối gỗ rất là đẹp. Có tăng giảm âm lượng nè, roll control ga tự động nha. Rồi, có màn hình ha, màn hình LCD nè, có dẫn đường luôn anh chị nha. Có dẫn đường luôn, cảnh báo tốc độ nè. Đấy, đèn nổ start stop. Có clean air ha, làm sạch không khí nè. Rồi điều hòa là ba dùng quý chị, điều hòa ba dùng luôn nha. Đây là những cái chỗ mà những cái phím điều với chính điều hòa này. Đấy. Cường số nè quý anh chị. Zoom vô xem cho vậy. Đó, cường số nè. Vô lăng này. Đấy. Cực kỳ đẹp quý anh chị, zin theo xe toàn bộ nha. Đây là có sấy ghế ha, sấy ghế nè. Sấy vô lăng, chế độ eco, tắt mở cảm biến nha. Đấy rồi còn đây thì có một cái tủ kệ tay rất là rộng. Chạy thật thoải mái nha. Với tài xế ngồi xe này chạy cực kỳ nhẹ lắm quý anh chị, đi xuyên Việt là chạy cả liên tục cũng không thấy mệt nữa. Chìa khóa của nó đây. Chìa khóa của nó cũng có chỉnh nha. Những cái nút chỉnh là mở cửa nè. Đây. Rồi. Xe được trang bị thì có 10 túi khí quý anh chị, trang bị tới 10 túi khí lận. Đấy. Rồi ok, bây giờ mình cũng ra ngoài tham quan khoang máy nha. Ok, và đây là khoang máy chúng ta quý anh chị. Xe vừa về ha. Đấy, bụi thì zin theo xe luôn. Đấy. Em hơn cam kết cho quý anh chị về chiếc xe không cứng đụng, không ngập nước ha. Ốc capo là nguyên zin hết này. Đấy. Ốc capo nguyên zin hết nha. Để chống nóng chống ồn còn mới tinh này. Sùng chỉ zin. Chân máy zin. Ốc mặt máy zin hết nha. Quý anh chị là có thể là mang ra hãng kiểm tra thoải mái nha. Mình có thể mang ra hãng cho hãng check giùm mình về tình trạng hiện tại cứng đụng ngập nước nha. Rồi bên em thì cũng có cam kết cho quý anh chị trên hợp đồng mua bán là cứng đụng ngập nước mang máy ốc zin chưa qua sửa chữa nè. Và bên em Hưng có chế độ bảo hành cho mình là 3 tháng hoặc là 5.000 km động cơ và hộp số nha. Đấy, và trước khi giao xe bên em Hưng sẽ bảo dưỡng thay nhớt cho anh chị luôn. Đấy, kiểm tra phanh bố biết ngày nọ cho anh chị hết. Anh chị về mình chỉ chạy thôi. Ok, và bên em Hưng hiện tại đang chào bán chiếc xe này với giá là 615 triệu nha, 615 triệu, và còn ra lọc khách hàng thiện chí xem xe.
Xe có hỗ trợ trả góp ở ngân hàng là 60% giá trị định giá và trả góp trong vòng khoảng 3 đến 4 năm. Tùy ha. Thì em có thương lượng với ngân hàng nhiều hơn hay không. Rồi anh chị nào quan tâm dòng xe này, cần tư vấn thì liên hệ em Hưng, Hưng sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh chị nha. Và đừng quên cho em Hưng một lượt like và một lượt theo dõi. Hoặc là có bình luận gì bên dưới để lại bình luận, em Hưng sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh chị nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị.